ស្រុកត្រៃបងប្អូនបងប្អូនគ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងខាងឃុំទលេបិទ្ធទឹកដីស្រុកត្បូងឃ្មុំគ្នាខ្ញុំឈើនេះគឺជាភូមិទួលខ្សាច់ដែលស្ថិតនៅខាងឃុំទលេបិទ្ធស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយស្ថានភាពទឹកថ្ងៃនេះដូចជានៅកម្រិតដប់បួនចុចសាមសិបមានន័យថាដប់បួនបាទបាទដប់បួនចុចសាមសិបសង់ទីម៉ែត្រមានន័យថាឡើងម្ភៃសង់ទីម៉ែត្រហើយទឹកនៅតែបន្តហក់ឡើងហើយមកដល់ចំណុចដូចជា
hơi những cái chi tiết tập hiệp luôn ngay cả lại nhà không tụ sạch nữa hơi tia là cơ thể bàn lịch ngay được hàng khóm được chơi trời chẳng tu cơ thể chụp lòng tới đó để thể lòng cắt lời bê tông nặng chẳng những mới tiết kiệm riêng tới xu nè đã qua chụp lòng tu còn thể tân áp và thân chỉ ai chi tu bán những chi cái mới tới tập hiệp được hàng không tụ sạch hàng để lấy bật năng đó khai niệm những cái chi cả lại ti tăng để lịch lời bê tông hơi hơi tia là của ai lịch chỗ là già bán được từ tít chặt đi ninh phong đã không bên lên bông ổn ai đang nhập công cụ bảo phục quạt rồi những cái gì thì tăng mới đã nơi khang cùng tu sạch cùng để lấy bật sập bông không khai bông không u tú xong đó này chủ cơ tiêm chủ cơ đấy chủ cơ tập mục nữa mà phun nữa ờ cái đó tiêm vô sẽ chỗ nơi ta lịch nơi ta tu vô đây ta tái lục ấy nơi lừa lục lục nơi lừa nó hay rồi chung liền ờ ta thử bôn đấy bàn ờ nó tay vô năng vinh lịch tắc những cái chi tiết tăng để thật là khang khum để lấy bật bông của ôn tay để ru nơi nắng trong khơi bị tập hiệp khang phun tuột sách thời ban lấy cái tua cơ tua sách hàng quạt trọ của thời ban lịch tập đấy hai tiếm tiếm trọ tiếm trọ bông bông bị chìm rót đầy trong thứ bôn được của trong từ quạt này rồi đây bôn chung với ai mà quạt đi bán quạt đi nhưng cực tha mình sơn bộ hồ hiên này chẳng ham đây có đôi chỉ biển hà thì đã xa tay tập trung nốt chôn lịch chỉ riêng qua trăm đây rồi đây và xa có đôi chia rồi đây tập trung nắng quạt nâng thời ban lịch vận tay khan lịch đôi chia khoảng năm rồi chẳng ai chi tu từ từ vọt năng bàn như này tha ai thưa đồng ná đòi tu bán của nơi cái này cứ miên tu miên ấy chẳng tới cứ kê trăm chủng lồng dưỡng bên này tha bà sân chìa dương trong tới phung phung sen của ban phung tu cơ khang tiêm ấy của ban đấy chẳng kê chủng lồng bên này tha kê chủng lồng dương tới chạy đi ông bà dương chlong tên nó kia cho mạng nè chlong bà chlong tin nâng tới kia cho mạng bà chlong pin nông ta đo vọt nông cái kích mạnh trong tham bên miền mà tố mượn khỏe ở đây ăn mà tố ta mình nước ấy chứ mượn tới màu ta tới đi bà tới vọt mà mượn mà chưa tới mà nẹt mà mượn đi cô mà tu nông tới mà đo không vâng ao nên là một chương là ngày đi chấm ơn bông ôn này và bông ôn ai chu miền này thật tập vọt chỗ nâng bán tật lịch miền này thà vọt cứ chưa đầm bon để tật lịch trong hướng của bạn không ca nỉnh tị miền này thà chồng han tụt cùi chồng han đôi xa tại vọt chỗ nâng trời tật lịch con tai bị chia bờ đôi chân là phun nơi cái này nâng cứ nơi tại quạt từ thưa bôn thòng ra thì còn ta đã xa vì chia dương mình ai thưa miền này tham mình ai lấy mình ai chi thưa đồng nào từ một bán chẳng thử ta chi tu đam bay xong từ quạt nè hay xong bay đây nằm miếng gặp bịch mình chi tu người nâng phun mấy mình đất côn mấy người gặp bịch đất cái biển có khăn trở vào mà chỉ hiếm phun muối bông con hai thọt thọt tích chuột mạng quạt là không nâng ấy đó có côn phun mưa và vùng lại đi cái chia mi cái đôi chia từ sọ cái đôi chia từ đây là hai đại quạt thử do từ miền này tháp bò được phô phải trăm tháng ấy thử đã điền từ lừa tụ lừa miền này tháp lừa phuông nó ô từ cái lại kẹp bọc quạt những đăng giá với tha đồng bọn tật lịch chỉ có loạt tành từ miền phuông miền tụ luôn ấy sầm nhạt nỉ nhạt chủng long miền này tháp chủng long luôn ấy từ màu tông màu
ông tới vinh mến tới đo thằng ngang nhóm chọn tới vọt chỗ máy chú nhóm tư vinh tới máu cả đây đây cực lươi chẳng cực lươi ơi chọn tới mưa vọt nhưng tính mưa bà chọn tới đo vọt chỗ nữa bà tới vinh máu nữa tạm này ấy bà sợi mò bông ôn nhóm nâng và hai anh tập hiệp nơi vọt chỗ hay oi lục ta để quạt chùn tử nâng đám bay và hai anh tí tăng vọt cả lại nâng cứ chia đầm bón tắc lịch lặng chẳng vì bỏ bạc nông ca bông ôn chỉ có đọt vừa mình này tha thơ bẩn chẳng thơ ta dương chi túc bàn bàn xlong tư vì ọt sổ vài đi chẳng nhóm nâng và hai anh tập hiệp nơi vọt chỗ tịch kiệt nâng đám bay oi bông ôn để ruộng nơi chai quát ai trong thứ bốn cái này ti vọt ở rạm na đại miên mình sơ sổ bộ vài này biên ngày ha có đôi chỉ khoác hát nơi ở đây tập chun chứ nhôm nâng và hàng nâng và hàng kẹp lấy nhôm láng tù ấy up đây láng tù bà đi cái chi tập hiệp rùm này khang phung à ông nơi ông nói đi ông say coi cái phung là ông mấy khinh ông lấy ông mời ta tắc hiện chơi thì còn ông phở phung muối miên mi miên ấy tận nỡ là bông phố nơi sầm nhạt nhẹ tặc lịch chẳng bông phố chưa prod đại ruộng nơi đồng bòn đi và hai chị khơi từ từ khuyết chẳng ngon nắng nứt sơn la ca nơi bị khmer vây mình ấy thà phụ quạt nơi ruộng nơi đồng bòn lịch tắc tay để chụp phành hà này cứ tập chân môn nơi này còn đặt hàng lịch của màn chín năm chân tứ viết thư ơi của bạn Nikichi ta đại trồng lon nhom ta đo vọt chọn nè nhom chọn đăng ký tập hiệp này vọt chọn đại thử lịch tập nè này cắt khung tua sách hay là khang khung tập lấy bắt sọc cái bông khung khai cái bông khung dương dương mưa tập hiệp tia bông này phun thời ban tập ban tuần lịch cả năm chơi cả đôi lịch còn tia thôi hôm nay đi chơi xong phải ở vài ván rồi còn đã lượt người tập hiệp chỉ rùm này khung tua sách cái đôi chỉ khung về khang tua cơ tua ấy nữa thử ban lịch tất hơi dương của ban to ca lại đồng bây ở bông ôn ban khơi bị tất tập hiệp ruông này khang khung 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 là bông ôn ruông ấy chân lúc ta có nơi ta có to nhưng này thật bài tụt ta mua chi tại ấy mấy tầm mưa vọt nè nó là mình còn lươn chinh tụt đi còn chùm nếng ở bơ chứ ngắt chết thế vớ pinh nó ngắt tay bụng đi chẳng con chùm nến còn ôm tập phong đấy bông phôn lươn chim tụ dương thì luôn chim dương đa thì bông phôn đang xé về bờ sân chỉ dương chỉ nhẹ mà đại ôm tụ thế phong phân năng còn chim chẳng năng vơ còn vơ nhau còn ôm bắt tay mục thì nơi tấn năng chẳng đi cái chuyện tập hiệp ruộng đây là tập lễ còn form năng cà ôm cà phờ chụp vá hay ôm tay mục đòi mình sẽ sửa hay cô mình vơ đây tay mục đang là luôn mà hay mà đo cái này nó hiện trời đấy đôi chân nó khom kẹt cả đá này kia này cam chỉ đá bò nhẹ phun để luôn nơi tinh đi hay từ từ phim chỉ luôn này kia này là bóng ca xuân ấy thời ban định lùng ở ấy chân bông phun để luôn nơi đồng bằng lịch tất bàn tiêm biên ngày hai đôi chia là bọc ra prà môi trường luôn đầm bay phải chia pi ca những cái tất chủng luôn mình đây ta pi chủng luôn này tỷ lệ mình không dừng đầm bay ในทาง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 ในท
dương kết tha bông bông về chợ đai sầm đẹp tắt nè nơi tí ní đôi khi nè tới lấy dương nhôm ba hang bông bông thì tất cả kia này lại kẹp vào phục quạt thời gian lòng chân tu tích thì chân hai nhân để sau để tích tất tích đo phong kia kia khi vừa qua bàn kia là kia ấy kia mà tôi được tâm lý kia 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 thôi ở đây nhóm vậy thôi mấy nhà miên có ông máu nên đây ta có không đo không kẹt vào đây cứ chỉ nói với bông bồn tập cô lăng tập không cù muối đã xuyên rồi nè cứ thời gian này trên thấy kẹt ra đại nơi kia cũng chưa ban rồi ban lực tập lực tập lăng rồi thôi đi cứ chi tập kia ruộng này hàng cùng tuột sạch nhóm và hai bông ôm thì tập kia này hàng cùng tuột sạch nó ở bàn đấng ở bàn khơi anh ha tất chừng luôn này cùng cùng rất tất lăng này cùng tuột sạch nó cứ vì lăng đo cùng rất này
មានន័យថាកន្លែងនេះគឺហូរពីបឹងចូលទៅលេវិញហើយអ្នកភូមិនៅទីនេះផ្ទះខ្លះទៅគឺខ្ពស់ទៅអញ្ចឹងគឺផុតពីទឹកហើយចំពោះគោក្បីបោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់មានន័យថាគាត់រកកន្លែងទីទួលសុវត្ថិភាពហ្នឹងគឺកន្លែងមានស្ពានមួយបងប្អូនកន្លែងទួលខ្សាច់គឺមានស្ពានមួយស្ពានឆ្លងបន្លាយមួយខ្ពស់អញ្ចឹងគោក្បីចំពោះគោក្បីរបស់ពួកគាត់គឺត្រូវបានរកទីទួលសុវត្ថិភាពគឺដាក់លើលើស្ពាននឹងជាបដាអសន្នហើយនេះគឺជាផ្លូវទឹកចំនួនមកវិញមានន័យថាដល់ខែវស្សាយើងជិះទៅតាមផ្លូវស្ពានដែលនៅគោដែលពឹងតែជំនះហ្នឹងប៉ុន្តែនៅរដូវប្រាំងយើងជិះតាមហ្នឹងមានន័យថាឡើងឆ្លងស្ពានទួខ្សាច់ហ្នឹងកន្លែងអន្តែហ្នឹងទៅដើម្បីទៅជិះទៅចាហែស្រុកកោះវិទិនដូចទៅពីមកភ្នោះប្រយហ្នឹងហើយនឹងខាងទូកើហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលទឹកជន់ឡើងលិចផ្លូវបេតុងអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្លូវទឹកដែលយើងត្រូវជិះឆ្លងកាត់ដើម្បីទៅភូមិហ្នឹងហើយយើងមើលទៅនេះគឺជាហើយនៅក្រុមស្ពានយើងមើលទៅល្អណាស់ហើយនេះគឺជាតលាមេគង្គយើងដែលគូដែលមានទីទឹកធំហើយឥឡូវនេះគឺទឹកហូរពីបឹងចូលតលាវិញទេហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចុះជិះមកដល់ផ្ទៃបឹងនៃខាងក្រោយនៃគុំទួកើហើយជួងផុតពីស្ពានមកបន្តិចហើយអ្វីដែលយើងមើលឃើញនេះគឺមិនសិនត្រូវគោក្បីមានន័យថាគោយន្តរបស់អ្នកភូមិត្រូវបានរក្សាទុកកន្លែងទីទួលដែលមានសុវត្ថិភាពទីទេទីទួលគួរផុតពីទឹកដែលទឹកលិចមិនអាចប៉ះពាល់បានហើយនេះមកមកតិចឃើញប្រៃអស័យមានផ្ទះមានអីហ្នឹងមានន័យថានេះគឺជាភូមិទួកើឆ្លងកាត់មកភូមិទួសាច់មកគឺដល់ភូមិទួកើហើយទួកើបើសិនជានៅតំបន់ទួកើនេះគឺទឹកលិចជ្រៅហើយដល់តែថាយើងមើលទៅខាងទួសាច់ហ្នឹងគឺពាក់កណ្ដាលផ្ទះអញ្ចឹងទួកើនេះគឺទឹកជ្រៅមែនតើទឹកជ្រៅអាចនឹងលិចផ្ទះពាក់កណ្ដាលផ្ទះក៏មានអ្នកខ្លះនៅផ្ទះទួកើនៅនេះប៉ុន្តែយើងមិនអាចជិះកាត់តាមភូមិបានទេយើងជិះតាមវាតាមក្រោយបោះផ្ទះអ្នកភូមិបងប្អូនជាប្រវត្តិដែលរស់នៅតំបន់ទូកសាច់ទូកអីហ្នឹងក៏បងប្អូនមិនឆ្ងល់ថាជីកផ្លូវនឹងកើតទេតែមានទូកចម្លងដែលបងប្អូនអាចទៅវត្តចោបានមកទូកកើបានទៅពីមកភ្នោះក៏បានអញ្ចឹងគឺមានទូកចម្លងសម្រាប់ចាំឆ្លងបងប្អូនបើបងប្អូនខ្ជិលជីកឆ្ងាយឆ្ងាយទៅតាមផ្នល់ទៅតឹងកាត់តាមសែនតស៊ូដើម្បីទៅចាហែហ្នឹងគឺអាចឆ្លងនឹងបានហើយបើយើងខ្ជិលឆ្លងទឹកគឺយើងជីកតាមនោះក៏បានដូចគ្នាហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជារួមនៃផ្ទះមួយដែលនៅខាងក្រោយភូមិទូកើហ្នឹងមានន័យថាដូចជាជិតដល់អានេះផ្ទះហើយបងប្អូនទឹកគឺឡើងខ្លាំងគឺដល់ជិតដល់នឹងអានេះផ្ទះដែលអ្នកភូមិនេះស្ទើរតែដល់ហើយអញ្ចឹងទឹកចំនួនឆ្នាំនេះដូចជាខ្លាំងខុសពីធម្មតាមានន័យថាធ្លាប់ឡើងខ្លាំងដែរប៉ុន្តែខានប្រមាណឆ្នាំទៅក៏ទៅតែហក់ឡើងខ្លាំងវិញហើយនេះគឺជាក្រោយអភ័យអាស័យនៃភូមិទូកើអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តបងប្អូនឆ្ងល់ថាខ្ញុំទៅណាខ្ញុំទៅគូមានន័យថាទៅវត្តចកវត្តចកដែលលិចទឹកមានន័យថាខ្ញុំចង់បង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជានៃវត្តដែលនៅលើផ្ទៃទឹកដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ហ្នឹងប្រហែលជាស្គាល់វត្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅបន្តិចទៀតនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានដឹងបានឃើញថាចង់មកធ្វើបុណ្យអីអាចមកបាននៅរដូវបុណ្យភ្ជុំដើម្បីវេចង្ហាន់ទៅដល់ប្រសងក៏ដូចជាវត្តដើម្បីឲ្យមានចង្ហាន់ឆាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រសងព្រះអង្គដែលគាត់គង់នៅទីនោះដោយសារតែនៅរដូវទឹកជន់អញ្ចឹងព្រះអង្គគាត់មិនអាចបិណ្ឌបាតដើរបិណ្ឌបាតបាននិមន្តបិណ្ឌបាតបងប្អូនអាស្រ័យស្រ័យបើសិនជានិយាយខុសឆ្គងអីហើយយើងនឹងបង្ហាញទៅហើយសិនជាបងប្អូនអាចមកទៅមានទូកគេជូនទៅហើយប៉ាគេក៏បានគិតទៅមួយជើង20,000 ទៅមកអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយជាមួយម្ចាស់ទូកបានហើយយើងធ្វើបុណ្យខ្លះទៅហើយដើម្បីឲ្យព្រះសង្ឃដែលគង់នៅលើវត្តវត្តចោគាត់មានន័យថាលោកបានមានសំហានឆាន់គ្រប់គ្រាន់ហើយនេះគឺជាផ្ទះបងប្អូនដែលខ្ញុំបាននិយាយគឺវាខ្លះគឺត្រូវបានលិចខ្លាំងអញ្ចឹងត្រូវបិទវាបាត់វាដើម្បីរកទីទួលសុវត្ថិភាពបើសិនជាមិនរកទីទួលសុវត្ថិភាពឃើញដូរលឹមគឺជារោងកន្លែងនេះគឺជ្រៅមែនតើលិចខ្លាំងគឺតែដល់អានេះផ្ទះហើយនេះហើយផ្ទះអ្នកភូមិទួតយើងមើលទៅតាមបងផ្លូវឃើញតែខ្លះទូធំតែប៉ុណ្ណាទូខ្លះធំខ្លះប៉ុណ្ណាមើលខាងក្រោយផ្ទះគឺធំណាស់បងប្អូនសម្រាប់អ្នកទួត
ៅខាងក្រោយនេះហើយកន្លែងនេះគឺទួកនេះគឺក៏ប្រឈមនៃការបាក់ស្រុតច្រាំងជាញឹកញាប់ដែរនៅខាងជួរមកតលេនៅក្បាលស្ពានលូមកកន្លែងហ្នឹងគឺតែងតែរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅបាក់ស្រុតផ្លូវអញ្ចឹងខ្ញុំបើបង្ហាញប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់នៅកន្លែងវត្តដែលលិចទឹកហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញហើយនឹងបានបើចង់ទៅអីអាចមកតាមនឹងបានដើម្បីចូលរួមធ្វើបុណ្យទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វត្តទាំងចប់ហ្នឹងហើយអេដមីនក៏បង្ហាញពីទិដ្ឋភាពនៃខាងគុំតលេវត្តទឹកដីចរោហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញពីគុំហ្នឹងគឺត្រូវបានទឹកលិចខ្លាំងដល់រាជផ្ទះហើយប៉ុន្តែផ្ទះនេះដូចជាពុះពោះដែរមិនទៅអ្នកដែលផ្ទះទៀតអាចនឹងជួបបញ្ហានៃគ្រោះទឹកជំនន់ប្រហែលជាគឺវត្តជាតិតែបើអ្នកផ្ទះពុះគឺលោកមានន័យថាគាត់មានទូកមួយសម្រាប់ប្រចាំសម្រាប់ផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងសម្រាប់យកទៅមកអញ្ចឹងធ្វើដំណើរទៅមកដើម្បីស្បៀងអាហារព្រោះគាត់ដឹងថានៅរដូវវស្សាអញ្ចឹងរដូវទឹកជំនន់គឺត្រូវថាទឹកឡើងខ្លាំងទីជន់ឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើផ្ទះឲ្យពុះខ្លាំងទីទឹកអ្នកខ្លះពុះហើយវាស្ទើរតែលិចទៀតវាស្មាននៅអានេះផ្ទះឯងអ្នកខ្លះទៅក៏ពុះខ្លាំងជាងនឹងទៀតដើម្បីឲ្យវាផុតទឹកតែម្ដងហើយនេះគឺជាទស្សនៈពីរួមនៃខាងភូមិនេះហើយអ៊ំលោកតាដែលគាត់បើកទូកនោះគឺគាត់អ្នកទលេរគាត់បើកបដាហើយគាត់អង្គុយមើលទៅទីបដាយើងមកទីនេះបងប្អូនមកទូកទី12អ្នកនេះហើយនេះគឺជាទស្សនៈពីរួមនៅភូមិខាងអញ្ចឹងយើងនឹងបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងហើយបងប្អូនអាចមើលបាននៅភូមិទូកខាងអាកន្លែងដែលមកវានេះគឺជាស្ពានលូមួយដែលមានទឹកហូរការឡើងតិចហ្នឹងហូរកាត់លូហ្នឹងគឺមានរូបភាពការពីមុនមកហ្នឹងគឺឥឡូវត្រូវបានលិចបាត់តែម្ដងលិចបាត់គឺអត់មានឃើញអីទេអញ្ចឹងសូម្បីផ្លូវបេតុងក៏អត់មានមើលឃើញដែរកម្រិតទឹកគឺជ្រៅមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលខែប្រាំងគឺផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅខាងចាហែហ្នឹងឯងអ្នកចាហែកោះវិទិនឆ្លងកាត់ទន្លេបិទ្ធឬអីហ្នឹងដើម្បីទៅខាងខេត្តកំពង់ចាមហើយបើអ្នកដែលមកពីនៅខេត្តទឹកឡើងនេះអញ្ចឹងត្រូវទូកដជំនួសវិញហើយទឹកទន្លេហ្នឹងទឹកបឹងវាកំពួលវាស្មើគ្នាដោយសារទឹកបឹងនៅខ្ពស់ជាងកន្លែងទឹកទន្លេនេះអញ្ចឹងត្រូវហូរពីបឹងចូលទន្លេហើយនេះគឺជាកពោភ្លើងដែលយើងឈ្មោះទៅវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនជាតិប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងបន្តការឡាយទៅដល់វត្តដែលត្រូវទឹកលិចនឹងបន្ថែមទៀត